Có một sự thật mà ai cũng biết. Là một cái Tết rất là đặc biệt bởi vì giáo sư đã quyết định về hẳn Việt Nam và sẽ làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam. Vì 6 năm ở nước ngoài thì ăn Tết nhiều liên minh Pháp và tất cả các nước mà tôi có đi qua. Thế nhưng mà về Việt Nam mấy lần trước tôi chỉ về rồi trở đi. Thành có cảm giác rằng cũng như mình là đứa con xa trở về thăm gia đình rồi lại trở ra đi. Còn lần này mình có cảm giác rằng mình về cũng như là lá rụng về cội, cũng như nước đổ về nguồn. Thì lần này nó có một cái cảm giác rằng không phải là chỉ một đôi ngày, không phải chỉ là một đôi tháng, mà có thể là vĩnh viễn cả cuộc đời. Và sau này, từ đây cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời, mình ở đây là cái đất nước mình trở về. Cho nên cái Tết năm nay đối với tôi nó có đầy ý nghĩa. Huống chi năm nay là lần đầu tiên mà tôi được trở lại tại Hà Thành, là năm cuối cùng mà tôi ăn Tết ở tại Hà Nội là năm 1944. Bây giờ kể ra là 61 năm tôi mới trở lại được đây, thì nhìn thấy là cái phong cảnh xưa nó có nhiều thay đổi, thế nhưng mà trong lòng nó vẫn còn rao rực nhớ lại đất nước của Việt Nam. Vâng, xin chúc mừng giáo sư đã quay trở lại Hà Nội sau gần 61 năm và về quê ăn Tết. Ở cái tuổi của giáo sư thì người ta thường tìm về quê hương và ăn dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, với cái quyết định của mình là chuyển toàn bộ những cái nghiên cứu rất là đồ sộ của giáo sư về âm nhạc dân gian về Việt Nam, thì không hiểu là trong những năm tới đây thì giáo sư có dự định gì không về nghiên cứu âm nhạc dân gian ạ? Kể ra thì không phải là mới đây mà tôi cũng nghĩ tất cả cái gì không phải là một cái di sản đồ sộ, mà chỉ là những hiện vật dính liền với cuộc sống, đời sống cá nhân và đời sống nghề nghiệp của một người. Kính chào quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố kinh tế sôi động nhất cả nước, luôn là một thành phố có sức hấp dẫn rất là đặc biệt. Và nơi đây tập trung rất là đông những người lao động từ các tỉnh trong cả nước về làm ăn sinh sống. Và trong những ngày này thì mặc dù là phần lớn trong số họ đã trở về quê ăn Tết cùng với gia đình mình, thế nhưng sự sôi động của thành phố thì vẫn không giảm đi, bởi vì là năm nào thì thành phố cũng đón một lượng lớn kiều bào từ các nước trên thế giới về Việt Nam đoàn tụ cùng với gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Và năm nay số lượng người Việt Nam về nước lại tăng đông hơn hẳn so với những năm trước, thế cho nên càng làm cho thành phố thêm sôi động và sự sum họp đoàn tụ thêm ý nghĩa. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một gia đình Việt Kiều định cư tại Pháp đã 29 năm vừa mới trở về Việt Nam ăn Tết qua một phóng sự sau đây. Khi nói chuyện với những người trong gia đình, cả nhà đều phải nói tiếng Việt. Đó là nguyên tắc bắt buộc của ông bà Lâm Thái Sơn đối với các con. Trong câu chuyện tối nay, Cẩm Thi, cô con gái út của ông bà Lâm Thái Sơn, tấm tắc mãi chuyện người Việt mình chơi sang.
gần mình và tình người nhân ái là những bông hoa tươi đẹp mãi. Mùa xuân đang chúc mừng. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, trong niềm hân hoan đón chào xuân Đắc Dậu, mừng Đảng ta 75 tuổi, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc đất nước ta an bình, thịnh vượng. Chúc mọi gia đình đều ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, tôi gửi tới cán bộ, chiến sĩ vào thời khắc này đang vừa đón Tết, vừa thực hiện nhiệm vụ ở các vùng biên giới hải đảo xa xôi của Tổ quốc, những tình cảm nồng ấm và thân thiết nhất. Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới nhân dân các dân tộc trên khắp hành tinh, tới các bạn bè người nước ngoài đang cùng vui Tết trên đất nước Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình và hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã giành được thắng lợi toàn diện, tạo được đà tăng trưởng cao hơn hẳn các năm trước. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đất nước thanh bình, xã hội ổn định, đời sống nhân dân trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc được cải thiện. Năm Giáp Thân còn ghi đậm những sự kiện đầy ấn tượng của đất nước ta. Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, năm tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân 3 cấp, Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 ASEM 5, và gần đây là Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF 13 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Những thành tựu đó đang cổ vũ, khích lệ lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí vươn lên của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục nâng cao thêm vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Năm 2005 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước